Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây cận chiến Rubber Chicken. Anh em hay gọi nó là gà cao su. Một cái tên đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Cây này hồi trước thì nó nằm trong xẻng, nhưng bên qua bên xếp ly rừng thì nó lại nằm đặc biệt. Rồi rau găm bị mậy, lại ảo tưởng sức mạnh. Thì nhìn đấy, muốn ăn mình bằng cây rau găm. Nghĩ gì? Chơi không? Quay lại đây em xem nào, xem nào. Xong rồi toàn rau găm với lại quám roi da chiến thường thế này. Rồi cái gì đấy bạn ơi, nó đập hết sọ luôn ạ. Chưa gì nó móc từ sau nó cho ăn táo. Mệnh đùa. Thế nhưng là bị cái thằng là rau quắm này chém chết rồi. Ủa, nó chém chết hai thằng luôn rồi. Này thì quắm này lại nhờn nhờn với mình. Đừng thể hiện cái thái độ lồi lõm với mình. Giết được hai thằng kia nhưng mình khó lắm. Gà đấy, đừng đùa. Đâu rồi, thằng tiếp theo cũng rồi. Lại gà. Lại đây. Bố mày đã sợ mày quá đấy. Này thì móc bố ấy. Ôi, bình tĩnh. Ghê nhở. Dạo này mình hơi bị lác nên đập. Có lẽ là thua thì các bạn cũng thông cảm nhá. Lại đây, úi dồi, bố mẹ đã sợ mày quá đấy. Lại đây, úi dồi. Bay nhảy đấy. Ăn mấy cái thằng sau này đã, bình tĩnh thôi. Mấy cái thằng khó ăn thì ăn từ từ. Phải tách nó ra và ăn những cái thằng linh tinh trước đã. Nghĩ gì, úi dồi, thôi xong rồi. Đập trúng chân á. Đờ mờ tím. Đập hết sọ. Đây, bố mẹ sợ mày quá đấy. Bố mẹ sập mặt rồi nha. Đừng có tưởng là nguy hiểm ở đây. Úi dồi, pha đấy đáng nhẽ ăn được rồi. Tiếc quá. Á đù AFK này. Ăn AFK trước. Lại đây bố xem nào. Úi dồi, này thì nguy hiểm này. Lại đây, úi dồi, multi nào. Hai mạng nữa. Một mạng nữa. Lại đây. Lại đây xem nào. Úi dồi, lại đây xem nào. Thằng tiếp theo. Cái đi mới. Mới full chưa kịp multi thì em đã phải nằm xuống rồi. Đời khắm lọ. Rồi em cần một chai mắm tôm. Một chai mắm tôm. Ô thằng này, rau găm vừa lờ thật. Sao dạo này vào phòng gặp toàn rau găm ấy nhở. Anh em này thích thể hiện trong đây. Thì vẫn chắc là toàn người chơi mới đấy. Người ta vào test rau găm thôi. Thế bị các ông gà nó hình. Mậy cầm gà hình sấp mặt lờ. Úi dồi, chắc là mấy bạn không biết là hôm nay nó tặng gà đặc biệt. Gà đặc biệt. Lại đây, bố mịt cân. Thôi nói thế thôi, lát nó đập sấp mặt. Bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính. Rồi, đi lang thang trong sân, bắt con gà, bó vô nồi. Ngon thì bắt đi. Mậy rồi, đến thế. Mới nói xong. Thằng kia cũng cầm gà kìa, đập hay nhở. Lại đây nào, bạn ơi, các bạn ơi, lại đây. Thì mệnh. Này thì nguy hiểm này. Mình nhìn lát, trời ơi. Nắm đấm, làm gì mà ăn được gà đi bây giờ. Lại đây bố mày xem. Nói chung là đừng solo trước mặt. Tại vì mình đang rất là lát. Này thì nguy hiểm này, cứ lênh quênh là bọn đấy sẽ sấp mặt. Ảo lói nhở. Đập trúng người không chết này. Đùa thật ý chứ, đấy. Ôi, mình bị lag rồi. Chán thế nhở. Pha đấy đáng nhẽ mình đập chết hai thằng ấy. Nếu mà không bị lag. Mệnh. Không sao. Chúng ta đang vẫn là cái người cầm top. Chơi gà này thì nó như xẻng thôi. Như xẻng. Hay lắm rồi. Cái pha đấy mình cứ tưởng là mình đi rồi. Sạch này. Rìu bạc ghê nhở. Chém là hai phát. Ảo lòi. Cái đấy nếu mà biết chém thì nó bá lắm đấy. Nhưng mà vẫn là thua sẻng thôi. Còn gà này thì cũng bình thường. Kết nhất là cái tiếng kêu của nó là ó ó thôi. Thế còn nó cũng là một cái cận chiến bình thường. Chứ chả có gì là ngon. Đấy. Thì đập thì như sẻng thôi. Nhưng nó không ảo bằng sẻng. Khi mà các bạn lag thì có thể bạn đập thua sẻng đấy. Mà sẻng VIP cơ. Chứ còn ba cái sẻng thường thì cái này cân tất. Cân tất và cân cả đất xung quanh. Đấy, trời ơi, nhắm vào đầu thôi. Cứ AFK táng vào đầu cho nó nhanh em ạ. Không phải xoắn làm cái gì. Nước này. Ngu người. Ở đây. Thôi đập kìa. Kinh quá, CR, clan CR. Hình như là chủ clan là gái. Ô, đập trúng người không chết đấy. Ảo lôi. Thật là hư cấu. Hư cấu vãi cả nồi. Thế mới bị rìu chém chết thế kia. Ảo thật đấy chứ. Đập trúng người không chết. Bị mệnh. Bây giờ sờ cái gì cho nó chết bây giờ. Phải đây rau găm bị mệnh.
Gặp toàn rau găm. Gì cơ? Gì cơ? Hổ báo ấy. Ôi trời ơi, đập cho tung lông gà. Thì mày nghĩ gì? Đùa hả? Double kill này. Double kill thôi xong rồi, đập không túng này. Mày mới multi xong. Mới multi xong. Gần multi chứ, tiếc quá. Rồi, đập sấp mặt. Đập sấp mặt lờ. Đập sấp mặt lờ. Lại đây. Bố mày lại sợ mày quá. Rau quắm này. Lại đây. Lại đây. Ủa, gì đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chém linh tinh. Ăn cái thằng này. Ủa thôi. Mệnh. Mình tính ăn cái thằng AFK. Thế mèo, thằng kia nó húp mình luôn ạ. Húp rất là dễ dàng. Khi mà mình đang ở trong cái hốc. Tiếc quá. Phải đấy tham. Tham thì thâm. Cái gì đấy. Bình tĩnh xem nào. Gì mà đập hốt hoảng hết cả lên. Chính mạng rồi. Ok. Sao mình fix mạng nhiều nhỉ. Này thì... Ô, ảo lôi. Nguy hiểm này. Úi dồi, úi dồi. Trăm hay không bằng một hên. Trăm hay không bằng một hên. Đi luôn này. Úi dồi, thằng tiếp theo. Đi luôn này. Thằng tiếp theo. Nguy hiểm này. Multi. A hí. Úi dồi. Úi dồi, từ từ xem nào. Lại đây, lại đây. Mất bà multi rồi. Thật là bãi lìn. Tí nữa. Tí nữa là mình đã hoàn thành cái multi rồi. Tiếc quá. Thở đắng lòng. Đắng lòng. Ơ đến cái lúc lát này mình sấp mặt thế này. Thì mệnh đùa bố à. Lại đây xem nào. Bố mày sợ chúng mày quá đấy. Lại đây, lại đây. Lại đây. Lại đây. Thôi đông vãi vàng. Lo loạn cả lên thôi em ạ. Bình tĩnh. Tự tin. Khoe cá tính. Này thì nhảy này. Rồi thằng này. Được lắm. Mày được lắm. Mày bay lên thì có mất chỉ có 80 mấy tiết thì phải. Nhưng vẫn là cân được. Cân được. Ơ, cái gì ấy? Đây đây AFK này. AFK này. Nghĩ gì? Thì mời ăn tôi á. Khó lắm. Thôi, hai mạng một liền một lúc. Thằng tiếp theo. Chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Ở cho mình sẽ nghỉ làm clip tại mình sẽ dừng clip tại đây và mình sẽ dạo này hôm nay mình bận quá chưa có stream được. Chắc là mình sẽ sắp xếp vào buổi chiều stream. Ok và bye bye các bạn nhé.